Ngắm trai thổi sáo. Thuở xa xưa, ở xứ Mường Nọ có một bản đông đúc và giàu có. Cai quản bản là một trưởng bản mà người ở đây thường gọi là Tạo. Tạo tuy rất giàu có nhưng tính cũng rất keo kiệt, độc ác. Tạo chỉ có một mụn con gái là nàng Sao. Trong bản có một chàng trai nghèo, mồ côi cả cha lẫn mẹ, mọi người vẫn gọi là Diêu. Chàng Diêu phải đi làm thuê cho nhà Tạo. Chàng làm luôn tay luôn chân, từ khi con gà trống cất tiếng gọi mặt trời dậy cho đến khi mặt trời ngủ say mà cái bụng vẫn không đủ no, cái tai vẫn phải nghe những lời không đẹp. Dù vậy, tâm hồn chàng vẫn luôn thuần khiết như ánh trăng. Chàng biết làm bí thổi hay nhất Mường. Những đêm trăng sáng, chàng thường mang bí ra thổi tới tận khuya. Mỗi lần nghe tiếng bí của chàng Diêu vọng vào, nàng Sao lại không tài nào ngủ được. Tiếng bí đã khiến đôi mắt nàng long lanh và trái tim nàng bồi hồi. Một đêm, nàng lén trốn ra bến nước, đứng trong bóng tối của cây bang, mải mê lắng nghe tiếng bí tha thiết ấy. Có phải tiếng bí của tôi khiến cho nữ thần mặt trăng lạc bước xuống trần? Mời nàng bước ra đây, ngồi cạnh tôi đây. Tôi sẽ thổi cho nàng nghe điệu nhạc hay nhất. Tôi không phải nữ thần gì đâu. Tôi chỉ là một cô gái yêu thích tiếng bí của chàng mà bước đến đây. Nàng Sao là nữ thần mặt trăng trong lòng tôi. Sao chàng biết tên tôi? Tôi biết nàng hay ngồi dịch vải bên cửa sổ. Tôi biết nàng thích hoa ban trắng trong rừng. Mỗi đêm tôi đều cầu xin thần mặt trăng cho được gặp gỡ và trò chuyện cùng nàng. Ngồi bên nhau, chàng Diêu và nàng Sao thấy trăng như sáng hơn, gió như mát hơn. Cho tới khi con gà trong bản cất tiếng gáy gọi mặt trời, họ mới bệnh rịnh chia tay nhau. Chuyện chàng Diêu và nàng Sao đêm đêm tâm tình ngoài bến nước lâu dần cũng lọt đến tai Tạo bản. Lão tức giận ứ đầy bụng. Sao mày dám yêu con gái Tạo hả Diêu? Đánh cho mày chết này. Cha ơi, con xin cha tha cho chàng. Con xin cha mà. Con xin cha cho con và chàng được nên vợ chồng. Chúng con yêu nhau thật lòng cha ơi. Đợi tao chết đi đã. Người đâu, mau đưa cô Sao vào phòng. Cha ơi, con xin cha, con xin cha. Thằng Diêu kia, mày phải rời khỏi bản ngay. Thế là Tạo đuổi Diêu ra khỏi bản. Chàng Diêu ơi, đợi em đã. Em mang cho chàng một quả bầu đựng nước, một cây gậy để chàng đi rừng, một con dao để chàng dùng khi gặp thú dữ. Biết bao giờ em mới gặp lại được chàng đây. Mùa trăng năm sau, ta sẽ trở lại tìm nàng. Chàng mang theo mấy sợi tóc của em đi cùng. Mỗi lần nhìn những sợi tóc này thì nhớ đường về với em. Rời bản, chàng Diêu cứ theo con suối mà đi ngược mãi. Một đêm, trời đổ mưa tầm tã. Diêu trú trong một hang nhỏ bên suối tránh mưa. Mưa mãi không ngớt. Ngồi nhìn trời mưa, lòng chàng Diêu càng nhớ thương nàng Sao da diết. Bỗng có một con rắn mò đến. Chàng vung gậy, vụt mạnh vào sợi dây rừng trước mặt để đuổi một con rắn đi. Lạ thay, sợi dây rừng không bị đứt, lại còn phát ra tiếng ngân rất lạ. Chàng thử vụt cây gậy liên tiếp vào những sợi dây rừng. Những âm thanh quyện hòa vào nhau nghe rất vui tai. Những tiếng ngân đó như tiếng bí chàng vẫn thổi, có lúc lại như tiếng thầm thì thương nhớ của nàng Sao bên bến nước trong những đêm trăng hôm nào. Chàng nghĩ không biết làm cách nào để mang được tiếng ngân kia về cho nàng Sao cùng nghe. Chợt nhớ đến những vật mà nàng Sao trao cho lúc chia tay, chàng nghĩ ra một cách. Chàng dùng gậy xuyên qua quả bầu tạo nên một chiếc đàn trông như một cái cây mọc lên từ hang đá. Rồi chàng bệnh những sợi tóc của nàng Sao tạo nên những sợi dây rừng trước cửa hang. Làm đi, sửa lại, thử trước, sửa sau. Hết 3 ngày đến bữa quên ăn. Qua 3 đêm cũng không muốn ngủ, chàng Diêu đã làm được một chiếc đàn có tiếng ngân như âm thanh phát ra từ cái hang đá chàng đang ở. Chàng búng vào 2 sợi tóc, âm thanh vọng ra nghe thật êm dịu, giống như tiếng thầm thì tâm sự của nàng Sao bên cạnh. Vui mừng khôn xiết, Diêu quyết định mang chiếc đàn trở về bản để nàng Sao cùng nghe được những tiếng ngân ấy. Chàng về ngồi bên bến nước đầu bản, đánh lên những âm thanh vui tai từ chiếc đàn mới. Nghe tiếng đàn lạ tai, dân bản đều kéo đến nghe rất đông. Tiếng đàn ấy theo gió vọng vào tận giường bệnh của nàng Sao. Từ ngày chàng Diêu bị đuổi ra khỏi bản, nàng Sao đổ bệnh nặng. tạo bản đã tốn bao nhiêu lợn gà, mất bao nhiêu công đi mời thầy mo về mà vẫn không khỏi. Nhận ra tiếng đàn của người yêu, nàng lao ra khỏi nhà, theo tiếng đàn mà chạy đến bến nước. Chàng Diêu đã về rồi ư? Ta về rồi đây. Ta còn mang những tiếng ngân của núi rừng và hang đá về cùng nàng nghe nữa đây. Thằng Diêu kia, mày đang làm gì ở đây? Mày to gan thật đấy. Sao? Về ngay cho cha. Chàng Diêu đem được cả tiếng ngân của núi rừng và hang đá về cho nàng sao cùng nghe. Tình yêu ấy cảm động được cả dân bản và trời đất, mà không cảm động được Tạo, thì Tạo còn xứng cai quản bản ta hay không? Già làng nói đúng rồi. Tạo phải để cho đôi trẻ được nên vợ chồng đi thôi. Già làng và dân bản đều vung vén cho đôi trẻ. Tạo quá bối rối, không biết phải làm gì. Cuối cùng Tạo đành ưng thuận, nhưng trong bụng vẫn ứ đầy tức giận. Thế là sau bao xa cách, chàng Diêu và nàng Sao đã trở về bên nhau. Khi chàng đánh lên tiếng đàn thánh thót hòa cùng tiếng hát trầm bổng của nàng, dân bản ai cũng thấy rộn ràng trong lòng. Dân bản gọi chiếc đàn là Tính Tẩu, tức là đàn quả bầu. Từ đó, trong những đêm trăng sáng và những ngày hội, cả bản mường đều vui vẻ, nhộn nhịp trong tiếng Tính Tẩu giặt diều tha thiết. Hung thủ là chính mình. Trần tướng quân đến, tất cả tránh đường. Kính chào Trần tướng quân. Hôm nay mới được chứng kiến sự uy nghi của ông. Đi đến đâu, người người cúi chào đến đó. Thật đáng nể phục. Cả đời tôi xông pha trận bạc, lập bao nhiêu công lao cho nước nhà, được mọi người kính nể cũng là lẽ thường tình thôi. Vậy chúng ta cùng cạn ly vì sự uy nghi của ông nào. Mời. Ủa, đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Hình như người kia đang tiến về phía mình. Hắn đến để chào mình à? Ui da, tên kia, sao nhìn thấy bổn tướng quân mà không chào, còn dám đụng vào người ta thế? Đây, người có nghe thấy ta gọi không? Hả? Người dám? Người đâu? Bắt lấy hắn cho ta. Người đâu? Bắt. Sao giấc mơ lại giống y như thật vậy? Điềm báo gì chăng? Ông biết đấy, từ trước tới giờ tôi vẫn là người hiếu dũng, được người người tôn trọng, chưa bị ai làm nhục bao giờ. Ấy thế mà đêm qua lại bị một đứa nó làm nhục. Thật là tức quá mà. Chỉ là giấc mơ thôi mà, ông đừng có tức giận quá, ảnh hưởng sức khỏe. Dù là trong mơ tôi cũng không thể chịu nhục được. Nhìn mặt hắn rất quen, tôi nhất định tìm bằng được kẻ đó, bắt về trị tội mới hả giận. Sao ông phải tự làm khổ mình vậy? Cả tuần liền không ăn không uống, chỉ để tìm một người không rõ tung tích. Nhưng mà tôi ức lắm, ức không chịu nổi. Chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như bây giờ. Tôi đã nói rồi, sao ông cứ ngoan cố vậy? Chỉ là giấc mơ thôi, làm gì có thật chứ. Nhưng tôi... Ông xem, trước giờ ông sống rất vui vẻ, bỗng dưng chỉ vì một giấc mơ lạ mà trở nên thế này. Dù là chuyện có thật hay là không, thì việc để tâm thù hằn người nào cũng không thể làm thay đổi con người họ, mà thay đổi chính chúng ta. Ông đang ăn ngon ngủ yên, trở thành mất ăn mắc ngủ, ốm yếu thế này. Nếu kẻ đó có thật nhìn thấy ông như vậy, chắc sẽ rất hả dạ cho coi. Nếu ông vẫn cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ không gặp ông nữa. Để ông cứ dằn vặt mình rồi uất hận mà chết, tôi kệ ông đấy. Ông ấy nói đúng, mình đúng là một tên ngốc. Chuyện hai anh hàng xóm. Cái tên gầy này lại hất lá sang nhà mình đây mà. Ở đâu mà xuất hiện một con gà to béo thế này? Quái lạ, tên này từ trước tới nay có bao giờ nuôi gà đâu. Chắc chắn không phải của hắn rồi. Này, này, anh làm gì thế hả? Tôi bắt gà. Gà của tôi sao anh lại bắt? Anh có bao giờ nuôi gà đâu. Đây là gà của nhà tôi chứ. Hừ, chứ bình thường tôi cũng thấy anh làm gì có con gà nào đâu. Sao hôm nay lại có? Ừ, thì tôi mới mua nó ở chợ, chưa kịp nhốt lại nó đã xổng ra rồi. Gà của tôi. Không, gà của tôi. Nó chạy trên đất của tôi. Nó là gà của tôi. Lại sang đất của tôi rồi. Nó là của tôi. Lần này đứa mày thoát được nhé. Nó đâu mất rồi. Mất cả bữa trưa của mình. La 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 la. La 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 la. Sao anh bắt chước tôi thế? Ai mà bắt chước anh chứ. Tôi ra đây nghe chim hót mà. Đó, anh thấy không? Chim đang hót cho tôi nghe đó. Là chim hót cho tôi nghe chứ. Không, nó hót cho tôi, không phải cho anh mà là cho tôi. Được rồi, vậy chúng ta đến quan tòa hỏi thử xem chim hót cho ai nghe, là anh hay là tôi. Được, chúng ta đi. Thưa quan, con chim trong sân nhà tôi nó hát cho tôi nghe. Vậy mà anh ta cứ nhất quyết nói rằng chim hót cho anh ta nghe chứ không phải cho tôi nghe. Xin ngài xử cho chúng tôi. Đúng vậy, xin ngài xét xử. Rõ ràng nó hót cho tôi nghe mà. Không, là tôi. Là tôi chứ. Là tôi. Thôi thôi, các anh cứ về đi. Mai ta sẽ xét xử. Bẩm quan, tôi xin biếu ngài con heo tôi nuôi cả năm nay. Xin ngài hãy bênh vực tôi trong buổi tòa ngày mai. Đừng sợ, ta sẽ không để cho anh bạn kia thắng cuộc đâu. Dạ, cảm tạ ngài. Xin quan hãy bảo vệ tôi trong buổi xét xử ngày mai. Con bò quý giá của tôi xin được biếu ngài. Ngày mai chắc chắn anh sẽ thắng cuộc. Thưa quan, xin quan hãy nói xem rốt cuộc là chim hót cho ai trong chúng tôi nghe. Sự thật là chim hót cho tôi nghe, cho vị quan của các bạn nghe. Tình quan vớ vẩn, đã lấy của tôi hẳn một con heo. Vậy mà... Đúng vậy, hắn cũng lấy của tôi hẳn một con bò. À, thì ra anh đã đút lót hả? Chứ anh thì không thế à? Thôi thôi, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Chỉ vì chúng ta cãi nhau vì những điều ngớ ngẩn mà tên quan tòa đấy được lợi. Từ giờ chúng ta sẽ không tranh giành cãi cọ nhau nữa. Nào, ngồi xuống đây nghe chim hót. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.